Nga muốn xây các nhà máy điện nguyên tử trong tương lai ở Thổ Nhĩ Kỳ, tin từ Istanbul. Bộ trưởng Năng lượng Nga, ông Alexander Novak, đã nói với báo chí ở Istanbul rằng công ty năng lượng Rosatom sẵn sàng xây nhà máy điện nguyên tử đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỳ và đang chuẩn bị cho các nhà máy khác trong tương lai. Đây là điều ông ta đã thảo luận với các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ qua chuyến viếng thăm mới đây. Bộ trưởng Novak còn cho biết lễ khai công dự án đường ống dẫn phía Nam sẽ được tổ chức vào ngày thứ Sáu tuần này ở Anapa. Dự án đường ống dẫn phía Nam với kinh phí 16 tỷ euro, tức 20.47 tỷ Mỹ Kim, sẽ đặt đường ống xuyên qua Hắc Hải để dẫn dầu khí của Nga qua châu Âu, tránh dùng hệ thống đường ống dẫn xuyên qua Ukraine và Belarus, thường đưa tới cạnh tranh về giá cả và gián đoạn cung cấp. Phần đường ống chìm dưới nước chạy xuyên qua Hắc Hải dài 900 cây số sẽ bắt đầu được khởi công xây cất vào ngày 7 tháng 12. Theo chương trình, hệ thống này vào cuối năm 2015 sẽ có thể chuyển 15.75 tỷ thước khối khí đốt qua châu Âu trong một năm và vào năm 2018 sẽ hoạt động với khả năng tối đa là khoảng 63 tỷ thước khối mỗi năm.